Vâng thưa quý vị, trong phần tiếp theo của Cà phê Ngày mới, chúng tôi xin được điểm qua rất nhiều những thông tin nổi bật được báo chí quan tâm và đăng tải. Trong báo cáo mới đây về việc thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất thành lập doanh nghiệp chuyên biệt trực thuộc thành phố để đầu tư và phát triển quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn. Các chuyên gia cho rằng việc doanh nghiệp nhà nước làm nhà ở xã hội là điều hoàn toàn khả thi và đã có kinh nghiệm và đã được thế giới chứng minh. Thông tin được đăng tải trên tờ báo Diễn đàn Doanh nghiệp ngày hôm nay. Các chuyên gia đánh giá kinh nghiệm thế giới cho thấy việc doanh nghiệp nhà nước đứng ra phát triển các dự án nhà ở xã hội là điều hoàn toàn khả thi. Thực tế thì hầu hết các quốc gia trên thế giới như là tại Singapore, Hàn Quốc, Pháp đều có chính sách nhà ở xã hội và các chương trình phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu nhà ở mức tối thiểu cho đối tượng là người có thu nhập thấp đô thị, những người nhập cư. Trong đó, nhà nước giữ vai trò chủ đạo kiến tạo chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện, đặc biệt là các chính sách về tạo quỹ đất, thuế và tín dụng ưu đãi để thực hiện các dự án nhà xã hội và hỗ trợ tín dụng ưu đãi dài hạn cho người tiêu dùng, thuê mua, thuê nhà ở xã hội phù hợp với nhiều loại đối tượng khác nhau. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, phổ biến nhất là thuê nhà ở xã hội, phần còn lại là nhà ở xã hội thuê mua trả góp dài hạn từ 20 đến 30 năm. Hiện nay, việc quy động vốn để phát triển nhà xã hội chủ yếu thông qua Quỹ Nhà ở và Đô thị Quốc gia, tiền thân là Quỹ Nhà ở Quốc gia. Khoảng 70% vốn của quỹ được quy động từ trái phiếu nhà ở quốc gia được các nhà nước phát hành, khoảng 30% vốn được quy động từ tiền gửi tiết kiệm của người dân và các nguồn khác. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo Pháp luật Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn đề nghị Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường và các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang tăng cường kiểm soát ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới. Và sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi trích đọc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến các chủng virus cúm gia cầm và các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam gây ra dịch bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi gia cầm, sức khỏe người dân. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, quản lý thị trường, hải quan, thú y và chính quyền địa phương đấu tranh ngăn chặn xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, những năm qua ngành chăn nuôi gia cầm tăng trưởng tương đối cao nhưng kém bền vững. Vẫn còn những bất cập như tỷ suất lợi nhuận trong sản xuất gia cầm giảm dần, bán giá bán thấp hơn giá thành sản xuất, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đặc biệt trong thời gian gần đây, giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi tăng, thị trường bấp bênh. Người nông dân nuôi quy mô nhỏ ngày càng thất thế, bị loại khỏi cuộc chơi. Cũng theo ông Sơn, nhiều sản phẩm chăn nuôi gia cầm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn tuồn vào nước ta qua đường tiểu ngạch. Thực trạng này khiến ngành chăn nuôi gia cầm đứng trước nhiều thách thức và khó khăn. Trục lợi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đây là câu chuyện vẫn chưa có hậu kết. Rất nhiều những thủ đoạn trục lợi lạm dụng bị bảo hiểm y tế đã được Trung tâm Giám định Bảo hiểm Y tế và Thanh toán Đa tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện. Vấn đề này được đăng tải trên tờ Đại đoàn kết. Sở dĩ có những tình huống trớ trêu như trên, theo ông Dương Tuấn Đức, Giám đốc Trung tâm Giám định Bảo hiểm Y tế và Thanh toán Đa tuyến, là do các quy định về mặt quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế vẫn còn thiếu chặt chẽ. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được mở rộng, nhiều đối tượng không phải đồng chi trả. Nhiều người, kể cả bệnh nhân và người cung cấp dịch vụ y tế đã tìm cách lách luật để lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Theo quy định hiện hành, trong tiền khám bệnh và tiền giường có 55% là tiền lương và tiền công. Trong dịch vụ kỹ thuật chỉ có 15% là tiền lương và tiền công. Khám bệnh nhân nằm viện lâu, nhân viên y tế được nhiều lương. Chính vì vậy, số lượt khám và số tiền giường từ năm 2017 đã tăng phi mã. Có những cơ sở y tế quy định cho bệnh nhân vào điều trị nội trú khi bệnh nhân ở xa, ngoại tỉnh hoặc không có chỗ ở, cho dù họ đến thực hiện các kỹ thuật đơn giản, chỉ cần điều trị ban ngày. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế vẫn đang diễn ra do các văn bản pháp luật về bảo hiểm y tế vẫn còn có nhiều khe hở. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đại dịch COVID-19 đi qua thì rõ ràng du lịch chính là một trong những mục tiêu phát triển của rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hầu hết các cửa khẩu quốc tế Việt Nam nằm ở các địa phương biên giới, sở hữu rất nhiều những danh lam thắng cảnh, giao thoa văn hóa, ẩm thực đặc sắc, tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại du lịch quốc tế sôi động giữa nước ta và nước bạn. Và mới đây, việc vận hành thí điểm qua lại
khu cảnh quan thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm đông đảo của du khách trong và ngoài nước, góp phần thêm đa dạng cho các sản phẩm du lịch qua cửa khẩu hiện có. Thông tin được đăng tải trên báo Pháp Luật Việt Nam. Sản phẩm du lịch cửa khẩu đáng chú ý mới đây là vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Dốc Việt Nam và Đức Thiên Trung Quốc. Thời gian vận hành thí điểm là 1 năm, bắt đầu từ 9 giờ Hà Nội, tức là 10 giờ Bắc Kinh, ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến 16 giờ Hà Nội, tức 17 giờ Bắc Kinh, ngày 14 tháng 9 năm 2024. Trong thời gian vận hành thí điểm, du khách từ phía Trung Quốc qua khu cảnh quan Việt Nam và du khách từ phía Việt Nam qua khu cảnh quan phía Trung Quốc phải tuân thủ lộ trình nhất định. Thời gian dừng chân của mỗi đoàn tại phía đối phương không được vượt quá 5 giờ, nghiêm cấm du khách lưu trú trái phép. Trao đổi với truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy cho biết, mô hình hợp tác bảo vệ tài nguyên du lịch thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên Trung Quốc là mô hình mới, chưa có tiền lệ. Việc hai nước hoàn thành ký hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên Trung Quốc mang ý nghĩa to lớn trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, thể hiện sự thiện chí và quyết tâm của cả hai nước xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Liên quan đến câu chuyện về văn hóa, nếu phim cổ trang, phim lịch sử đã giúp điện ảnh Hàn Quốc, Trung Quốc có những bơm tấn, công phá màn ảnh lớn màn ảnh nhỏ ở Việt Nam, thì các dự án lịch sử, đặc biệt là cổ trang xuất hiện ở nước ta vẫn còn nhỏ lẻ, non kém và thua lỗ. Vấn đề này được đặt ra trên tờ báo Lao Động số ra ngày hôm nay. Hơn 10 năm trôi qua, màn ảnh nhỏ gần như vắng bóng thể loại phim lịch sử cổ trang. Với điện ảnh, những tác phẩm lấy cảm hứng về đề tài này xuất hiện một cách nhỏ lẻ và thưa vắng, gây nhiều tranh cãi. Gần nhất ra mắt vào cuối năm 2022, bộ phim Huyền Sử Vua Đinh trở thành một trong những tác phẩm thua lỗ bậc nhất trên lịch sử màn ảnh Việt, khi chỉ thu về hơn 42 triệu đồng tiền vé, phải rút sớm khỏi rạp. Huyền Sử Vua Đinh bị chê bai thậm tệ về chất lượng kịch bản ôm đờm, trang phục bối cảnh sơ sài. Trước đó, năm 2020, bộ phim giả sử Quỳnh Hoa Nhất Dạ lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật trong lịch sử về Thái hậu Dương Vân Nga cũng bị chỉ trích về mặt cổ phục. Không ít khán giả phản đối phim vì cho rằng nữ chính Thanh Hằng diện trang phục có hơi hướng cung đình Mãn Thanh. Phim Mỹ Nhân còn khiến nhiều khán giả giận dữ khi in hình vua sư tử trong phim hoạt hình phương Tây lên áo quan, họa tiết thủy ba ống tay cũng hoàn toàn sai lệch với lịch sử của thời Lê. Hứng chịu chỉ trích từ phía khán giả, các nhà làm phim Việt từng giải thích có quá ít tư liệu về lịch sử, quá ít hình ảnh mô tả phục trang của người Việt ở các triều đại. Khi làm phim, chúng tôi đều phải tham khảo ý kiến của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia lịch sử, rồi mới đặt mai nhưng vẫn bị khán giả chỉ trích. Chúng tôi mong khán giả hiểu, có rất nhiều khó khăn cho các nhà làm phim dám đầu tư vào thể loại lịch sử cổ trang. Giới làm phim nỗ lực giải thích về việc, ngoài phim chính sử còn có phim giả sử, phim lấy cảm hứng từ các câu chuyện lịch sử, có biên kịch, đạo diễn có thể hư cấu. Nhưng theo khán giả, dù hư cấu đến mấy đã là phim giả sử của người Việt thì vẫn cần phải thuần Việt. Không thể xem phim lịch sử cổ trang Việt, nhưng mang đến cảm giác như là đang xem phim Trung Quốc. Cộng thêm những khó khăn về phim trường, trường quay, kinh phí sản xuất, các dự án lịch sử trở thành nhiệm vụ bất khả thi của nhiều nhà làm phim Việt hiện nay.